Cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Em Bây giờ nghe. cô muốn làm sao? Chắc chắn em phải lấy lại được tiền. Thực sự là em cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bộ cô nghĩ là dễ dàng lấy lại được tiền lắm hay sao? Em xin lỗi vì đã lỡ làm mất tiền của anh. Cô không cần phải xin lỗi gì nữa hết. Số tiền đó đã là của cô. Bây giờ cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi nhắc một điều cho cô nhớ. Giữa chúng ta bây giờ không còn tình cảm gì nữa hết. Tôi và cô đã ly hôn rồi. Cô không thể nào ở đây được. Em biết. Bây giờ em có nói như thế nào với anh cũng vô ích. Nhưng em xin anh, cho em ở lại cho đến khi nào em lấy được tiền. Rồi chắc chắn em sẽ ra đi. Có được không? Lỡ như cô không lấy được tiền thì sao? Bây giờ tôi có cuộc sống riêng của tôi. Tôi chỉ có thể cho cô ở lại đây thêm một thời gian nữa thôi. Nếu như cô không lấy được tiền á, tôi mong cô đi một nơi khác, tìm một việc gì đó để sinh sống. Cô đừng có trách tôi lạnh nhạt. Giữa chúng ta không còn gì ràng buộc nữa hết. Tôi có cuộc sống của tôi. Và cô có cuộc sống của cô. Sao anh lại ích kỷ như vậy? Ích kỷ hả? Cô nói ngược rồi. Cô mới chính là người ích kỷ. Cô chỉ biết nghĩ tới nhu cầu bản thân của mình. Nếu như cô biết nghĩ cho người khác, cô đã không bỏ chồng theo trai và không bỏ bái đạo tới hai lần như vậy. Anh không cần phải nói nữa. Có phải vì con Thủy nên anh mới đuổi em đi không? Thủy không có liên quan gì tới chuyện này hết. Thật sự là tôi không muốn cuộc đời của tôi và cô có liên quan gì tới nhau nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi. Làm ơn, đừng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối nữa được không? Hòa, tất cả mọi chuyện đều do mày. Mày tưởng dễ dàng lấy được tiền của tao sao? Rồi mày sẽ biết một cuối cùng này là ai. Lẹ đi, kịp giờ giao hàng cho người ta. Đây là chuyến đầu tiên đó. Đây nè, hai, ba, lên. Không đủ hàng, mất uy tín là chết luôn đó. Lại đi. Sao không mày nghe em? Lẹ lên mấy ông nói. Xong hết chưa? Rồi, dạ. Đây nè. Dạ. Em đang làm nè. Lên, lại lên. Nói. Nè. Dạ. Mày chưa ra cái lỗi gì vậy? Hả? Nó tại lắm anh. Dạ dạ. Mày che hàng như vậy đó hả? Làm mày đó hả? Dạ. Còn mày mà thấy là chết cả luôn cơ chưa? Dạ. Lẹ lên. Mày. Ủa. Lẹ đi. Má. Ủa. Má. Rồi. Má. 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 Má không ở nhà đi, má ra đây làm gì? Đất ơi, đi ra biển gió mái mà quên đem theo áo lạnh nè. Dạ, cảm ơn má. Con biết rồi, thôi, má về đi. Má về đi, hỏi chuyện đi con lo cho. Thôi không ấy, chuyến này cho má theo với. Để má làm quen với mấy mối mới luôn. Dạ má ơi, mối này mới của con mà. Với lại lên đồng nai chứ mấy. Con nói má rồi, bây giờ má già rồi. Má ở nhà, má nghỉ ngơi đi. Con sẽ chứng minh cho ba với má thấy. Hôm nay, con trai của ba má trưởng thành rồi. Chứ không phải thằng quý tử mà phá hoại đâu. Má yên tâm đi. Vậy nên má ở nhà thôi. Má đợi con đi, để con đem tiền về. Cái mà ngồi má đếm 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 đếm, má nhét vô tủ ha. Thôi cũng được rồi, đã đến lúc á là con phải tập tành mua bán để thay má. Thì đúng rồi chứ, phải thay má chứ. Dạ thôi bây giờ má về đi, với lại đi lên cảng Đồng Nai chứ mấy. À thôi chuẩn bị đi đi con. Rồi anh em nhổ nào, nhổ nào đi kìa. Nè mấy đứa, tại mua lại kỹ kỹ nghe chưa. Dạ. Để có mưa xuống á là chết đó. Mày yên tâm đi. Không biết mà. Trời ơi, còn cái này nữa nè, tay kỹ kỹ lại. Đi nha má. Má, đi nha má. Ừ. Về nhà đi. Ừ, đi đi. Dạ.
Thì ra nó đi với con Cúc rồi cướp tiền con Cúc. Nó cũng thuộc loại tính toán giỏi, nhưng mà chỉ cỏ con, ba cọc ba đồng, không dính đến lợi ích của nhóm. Vậy bây giờ tính sao ông cả? Cứ đợi nó quay về. Biết đâu chuyến đi này nó lại bị bắt. Thằng này liều lĩnh, dám buôn lậu gỗ quốc cấm. Tốt nhất là cho nó đi bán muối luôn. Nó mà bị công an túm cổ thì mình chết cả nút. Chị hai, chị hai, người ta nói muối nhà mình chất lượng tốt, thu tới 800.000 một tấn lần đó. Vậy hả? Dạ. Vậy thì hay quá, trừ hết tất cả các chi phí thì mình vẫn còn lời, còn hơn lúc trước làm muối truyền thống có 400 hả? Mà nè, em nhớ trừ vô chi phí bốc giá với lại vận chuyển nữa không? Dạ em biết rồi. Hai, để đó em cầm muối cho. Nè. Ông Tư. Tư. Chà, muối mùa này tốt hạt quá ông ha. Muối này là muối sạch mà. Sạch quá. Ông Tư, kỳ này ông Tư cân cho tôi nghe. Không, đây là của hợp tác xã, họ mua cho bà con diêm dân rồi. 800 một tấn đó. Bà không có thu mua nổi đâu. Thôi, trời ơi, ruộng muối con năm nay rớt hạt tốt quá hả con? Dạ, muối nhà con trắng và chắc lắm Thím. Muối sạch quá, con cần cho Thím luôn ha. Con được nhà nước hỗ trợ, cho nên là con phải để lại cho doanh nghiệp mua muối sạch của nhà nước thôi. Ủa là con nhớ đâu có bao giờ Thím mua được 800 đâu Thím. Bực mình quá đi. Tụi bay muốn chơi tao hả? Còn diêm dân tụi bay không có cửa đâu. Má, con mới về nè. Sao rồi con? Chuyến hàng có thuận lợi không? Má nhìn gương mặt con nè, và nghe nụ cười con nè. Má thấy sao? Trời ơi, má đang rầu thối ruột mà con còn giỡn nữa. Má nhìn mặt con Tư vậy, chắc chắn là chuyến hàng trót lọt rồi. Má đợi con chút. Cho má đó. Tiền vốn lận lại đó má. Trời ơi, con của má giỏi quá. Từ nay á, má khỏi cần phải đi giao muối nữa. Chuyện đó để con giao cho. Má chỉ cần ngồi nhà đếm tiền thôi. Thôi, má cứ từ từ thông thả mà đếm tiền đi. Con vô trong con tắm rửa, rồi đi kiếm vài chai bia. Lạc miệng quá. Em thức quá à. Em đi được 3 bước luôn á. Ừ, em đi được, anh mừng quá trời quá đất luôn. Quyệt à, anh muốn nói với em là anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Em cũng yêu anh mà. Em có chấp nhận lấy anh làm chồng không? Anh Thiện, anh có chấp nhận một cô dâu tàn tật không? Tình yêu của anh á nằm ở trong tim anh, chứ không phải là ở bên ngoài. Anh có thể cộng em suốt cuộc đời, cùng với chiếc nạn này đi với em suốt quãng đời còn lại. Ước mơ của anh rất đơn giản, là được cưới em làm vợ. Em đồng ý nha. Nhưng mà em nghèo lắm, em không có gì hết á. Bây giờ em chỉ là một cô gái tật nguyền của làng diêm dân muối mặn, trên cánh đồng đầy muối có nắng và gió. Còn anh là một thằng chăn dê ở trên núi cao, một thằng móc giác ở bến tàu, một thằng diêm dân của làng muối mặn nghèo khổ.
Anh chỉ có đôi bàn tay và mạng sống này để bảo vệ cho em. Em cho anh cơ hội để được làm chồng của em nhé. Không được, đã bao nhiêu lần con ngăn cản, con cho tụi nó lấy nhau rồi mà. Sao anh kỳ vậy? Em không hiểu tại sao tới giờ phút này anh vẫn còn cố chấp ngăn cản tình yêu của tụi nó. Tụi nó là em của anh mà. Dường như mọi người cố tình không hiểu hay sao. Tụi nó chỉ xem như bạn bè, không thể nào trở thành vợ chồng với nhau được hết. Nghĩa, tại sao con lại vô lý như vậy? Nếu không có thằng Thiện thì bây giờ em con nó còn ngồi trên xe lăn đó, có đi lại được vậy không? Nghĩa, có tận mắt chứng kiến mới thấy không ai yêu thương con Nguyệt thiệt lòng như thằng Thiện. Có nói cũng không thể nói hết tình cảm của tụi nó dành cho nhau. Trước đây mẹ cũng đã từng phản đối, và bây giờ mẹ đã thấm thía và đã trả giá. Anh hai, anh nói thiệt cho em biết đi, tại sao anh không thích anh Thiện? Hay là anh Thiện gây ra tội lỗi gì với anh? Thiện không có tội gì hết, chỉ đơn giản là anh hai không chấp nhận vậy thôi. Anh Nghĩa, cả đời em có hai ước mơ. Thứ nhất là không để bất cứ ai coi thường mình. Em sẽ xây dựng trang trại dê của em thành công, và em đang thực hiện. Còn điều thứ hai là cuộc đời này em phải lấy được Nguyệt. Chẳng lẽ em lấy Nguyệt là sai, là có lỗi với mọi người, là có lỗi với anh sao anh Nghĩa? Nếu như anh cứ khăng khăng mà cản trở, em vẫn buộc lấy Nguyệt. Dạ, con xin cô chú và chị hai cho phép. Em dám hả? Anh hai, anh hai, cuộc đời em suýt bước qua cái chết. Và nhiều lúc em nằm mê man, nhiều lúc em tuyệt vọng nhất là anh Thiện đã ở bên em. Mặc dù em ngồi xe lăn mà anh vẫn yêu em, chăm sóc cho em. Em càng xua đuổi thì anh càng tìm mọi cách để khiến em đi được. Và chính anh là đôi chân của em. Và bây giờ khi em đã gượng đi được thì anh sẽ cưới em làm vợ. Tụi em yêu nhau lấy nhau thì có gì là sai hả? Tại sao anh trả lời đi? Tại sao năm lần bảy lần anh lại ngăn cản anh Thiện đến với em? Nguyệt, Nguyệt, em bình tĩnh đi Nguyệt. Dạ thưa cô chú, con muốn cả cái thôn muối mặn của mình không có bàn tán xì xào về chuyện ngày nào con cũng qua với Nguyệt. Rất là tội cho Nguyệt. Chỉ khi nào con chính thức là chồng của Nguyệt, lúc đó con sẽ được ở bên cạnh Nguyệt thường xuyên và giúp cho vợ con đi lại được bình thường. Anh nhìn tụi nó đi, anh thấy đúng không? Không có gì có thể qua được phép màu của tình yêu đâu. Một chàng thanh niên tên Nghĩa của xã Muối Mặn đã quyết tâm đi học, đem theo biết bao ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ, đâu mất rồi hả anh? Bây giờ đứng trước mặt em chỉ là một người đàn ông lạnh lùng, ngăn cản tình yêu của em mình. Tại sao vậy anh? Hả? Nói như lời cuối cùng mà tôi nói, con Nguyệt không thể nào bước chân vào nhà của Thủy được. Tại sao? Nếu mọi người vẫn cố tình tổ chức đám cưới, tôi sẽ vắng mặt. Con xin phép ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ luôn. Bây giờ con đi làm. Nghĩa, Nghĩa à, Nghĩa. Trời ơi, thằng Nghĩa nó bị sao vậy ông? Nó bị tâm thần rồi chứ sao. Con Nguyệt dù sao cũng là em ruột của nó mà. Thôi em đừng khóc nữa. Em không thể nào hiểu nổi anh Nghĩa nữa. Không biết vì lý do gì mà anh cứ mộc mực ngăn cản em với Nguyệt. Thôi bỏ đi em. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, và lý do tại sao người ta suy nghĩ như vậy thì thời gian sau này sẽ trả lời.
Bây giờ mình cứ sống bình thường đi. Em đừng có quan tâm chuyện anh Nghĩa có cho hay không. Bởi vì bây giờ chú Thức với cô Loan đã đồng ý cho em rồi. Mà chẳng những vậy, chị thấy họ cũng rất là thương em nữa. Dạ em biết. Em đã quyết tâm lấy Nguyệt rồi. Thì em chỉ có một con đường để mà đi thôi. Em không sợ rào cản đâu. Chị có cái này muốn hỏi ý kiến của em. Chị tính nhờ chú Ba làm người lớn đại diện bên đàn trai để qua nói chuyện với đàn gái. Em thấy sao? Thôi không được đâu. Chú Ba có buồn có trách em cũng chịu. Chứ chú Ba đã qua nhà Nguyệt hỏi cưới Nguyệt cho thằng Khoa một lần rồi. Bây giờ qua nữa em thấy nó kỳ kỳ. Với lại bên nhà Nguyệt á, nhiều khi gặp chú Ba sẽ không thoải mái. Thôi em lên trại dê nha. Cái đó có gì chị quyết định đi. Anh Khoa, xác chết của thằng Ròm được phát hiện trên sông Hậu. Em đã đem xác của nó quăng xuống nước phi tang rất là kỹ, nhưng không biết sao nó lại nổi lên nữa. Anh Khoa, em nói nè, xác chết nó lịnh lắm, giờ làm sao anh? Chết nhạt mẹ đó. Nhờ có chuyện à, làm cũng xong nữa. Trong báo có viết xác của Minh Ròm đã bị một rửa, nhưng công an vẫn xác nhận là nó bị giết. Theo điều tra ban đầu là nó làm ở bến tàu xã Diêm Hải. Có khi nào công an điều tra tụi em không anh? Ngu. Công an không bao giờ điều tra ra được, trừ khi tụi bay đi khai ra. Bây giờ chuyện quan trọng là tụi bay đi tập trung anh em lại, lo chuyến hàng sắp tới. Chuyến vừa rồi thắng lớn, chuyến này tao đập tao chơi hết luôn. Chơi hết gà hết cỡ. Thắng làm vua, vua làm giặc. Thôi tụi bay lo chuẩn bị công việc đi. Dạ. Cầm tờ báo đem theo. Dạ. Để đó mày đánh tao hay gì. Đây, báo hôm nay đăng tin phát hiện xác chết của thằng Minh Rồng. Chắc chắn là thằng này đã đưa tiền cho thằng Mạnh để hại ông đấy. Được rồi, để chuyện đó tao lo. Dạ. Ông Cai, lo chuẩn bị kho chứa muối từ Trung Quốc về và pha chế muối công nghiệp thành muối ăn. Khi nào vậy hả anh? Khi nào hàng về, tôi sẽ đích thân báo. Dạ chào chú. Dạ chú mới ra hả chú? Hả chú, ở nhà Phương có khỏe không? Còn sắp xếp công việc rồi lên phòng giám đốc gặp chú gấp. Tấm hình dáng đẹp quá ha. Mẹ ơi. Mẹ. Chuyện gì vậy con? Mẹ, không biết ngày mai anh hai có về không ta? Không hỏi thăm con gì hết. Con gọi điện cho nó thử coi. Thôi, con có gọi cho nó cũng không về đâu. Hôm trước hai nhà gặp nhau, nó cũng đã không chịu rồi. Thôi, để chút lo công việc ở đây xong, ba lên resort kêu nó về. Dạ. Con trả lời cho chú, tại sao công trình sửa chữa mà kinh phí lên đến mức chú không nghiệm ra được? 1.300.000.000 là con số không lớn, nhưng cũng không nhỏ trong tình hình kinh doanh cạnh tranh như hiện nay. Mỗi năm kinh phí sửa chữa khoảng 700-800.000.000. Dạ thưa chú, con có bản báo cáo đầy đủ kèm theo phương án dự toán của nhà thầu xây dựng trong đây đầy đủ hết nè chú. Chú đã xem rồi, nhưng mà chú vẫn không tin cái bản dự toán này. Chú sẽ đích thân làm việc với nhà thầu. Chú đã gọi cho Tuân rồi, lát nữa anh ta sẽ đến làm việc với chú. Chú sợ là con bị người ta qua mặt mà con không biết, vì con còn thiếu kinh nghiệm.
và lĩnh vực xây dựng con không rành. Dạ. Cậu Tuân tới đó. Dạ, để con mở cửa. Tổng giám đốc, tổng giám đốc phải không? Ừ, tổng giám đốc. Ê, tao nhớ. Không. Ê, trời ơi, để tao vô, tao chào cái. Anh sai rồi, anh ra ngoài đi. Dạ. Anh Hậu. À, xin lỗi, ông có phải là tổng giám đốc công ty này phải không? À, anh Hậu à, anh sai rồi. Thôi lúc cái mình nói chuyện. Sai gì mà sai, bữa nay anh mày còn tỉnh lắm. Hên lắm mới gặp được giám đốc. À. Ông còn nhớ tôi không? Tôi là Hào Cá nè, chúng ta gặp nhau một lần rồi. Mời anh ngồi. Cá tôm của tôi là nổi tiếng trong số vùng biển này nè. Hay là ông giám đốc cho tôi cái danh thiếp đi. Nếu mà anh cần á thì tôi sẽ cho người giao cá mang tới cho anh liền. Thôi không cần đâu. Đây danh thiếp của tôi đây. Cảm ơn. Dạ đúng rồi chú. Công ty của anh Hào đây uy tín lắm đó chú. Hải sản của anh ấy cũng chất lượng nữa. Với lại nhiều khi trong resort của mình có những khách hàng họ muốn ăn những món cá lạ, anh Hào cũng chịu khó mà đi tìm để mà cung cấp cho resort của mình nữa. Đúng rồi đó. Nhưng mà tôi ghét nhất là mất uy tín. Tại vì mất uy tín thì chết ở nhà Nghĩa. Ờ, chào anh. Dạ, chào chú. Anh Tuân à, mọi năm chúng tôi đều có sửa chữa, nhưng kinh phí khoảng chừng 700 đến 800 triệu, chứ đâu có đến 1.3 tỷ như vậy. Bây giờ anh hãy dẫn tôi đi coi lại các hạng mục đã sửa chữa, chứ không thể nào có sự chênh lệch lớn như vậy được. Tao hiểu rồi nha. Ông giết tôi hả? Trước mặt tổng giám đốc ông đi nói bao qua gì vậy hả? Tôi đã nói ông như thế nào? Ông muốn tìm tôi thì phải gọi điện thoại trước chứ. Tại sao đương đột nhảy vô phòng giám đốc như vậy hả? Ê, mày nói lại nha. Trước khi vào đó tao có gõ cửa nha. Tao đâu có ngờ ông tổng giám đốc. À mà quên, ông và vợ tương lai của mày ở trong đó. Tao có mấy con cá, tao định giao qua nhà hàng bên kia. Sẵn gặp mày để tao tính sổ sách thôi. Ai ngờ có ổng trong đó, thì sẵn đó tao chào hỏi thôi. Tao xin danh thiếp để có gì tao với ông gặp lại sau nữa mà. Tôi lại anh đó. Bây giờ tôi khó khăn lắm. Ông có biết tổng giám đốc bây giờ lên đây vì cái vụ 100 triệu đưa cho ông đó. Ông đang nghi vấn tôi, kê khai lại tất cả các hạng mục sửa chữa. Tôi đang rất là lo lắng, ông biết không? Tôi không có tiền cho ông đâu. Mày đừng láo. Mày nghe hoài. Mày biết tao sắp mất mạng không? Hả? Hả? Tao mà chết á, tao lôi mày theo luôn đó cho mày biết. Ông muốn chết đúng không? Được. Chết thì tôi cho cùng chết. Chết thì vậy nè. Ông muốn chết đúng không? Tao chưa chết. Tao chưa chết. Tao chưa chết. Tao chưa muốn chết cho nên tao mới cần tiền. Mày mà tệ á, thì mày đừng có trách tao nha. Ngày mai mày mượn ông 100 triệu đưa cho tao. Tao chào mày ở đây nè. Nếu không hả, tao gọi điện cho ông. Tao nói cho ông biết mày là hạng người nào. Coi mày có mất hết tất cả hay không. Công danh, sự nghiệp. Và cả cái chuyện mày sắp lập cuộc lễ của ông nữa biết chưa mày. Tôi nói cho ông biết. Đừng có chọn tôi tới được rồi. Tôi này rất là khó khăn. Ông phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi bây giờ chứ hả? Tôi đâu có ý được chết ông Thắng đâu. Hả? Tại sao? Sao ông ép tôi cái chết vậy hả? Ông vừa phải thôi nghe. Tôi đã đưa cho ông mấy trăm triệu rồi. Tôi còn cho ông bỏ mối cá trong điện sọc của tôi. Ông bỏ mối cá như thế nào tôi biết hết á. Nhưng mà tôi cấm miệng lại để cho ông làm. Ông cũng quá đáng vậy chưa? Tùy mày lựa chọn thôi. Tao mệt lắm rồi. Mày biết là tao ôm trong mình nỗi ác của mày không có dễ dàng gì đâu. Lúc nào ông Thác cũng về ám ảnh tao, tao không có ngủ được mày biết không?
Tôi lại chú Thắng. Chú Thắng ơi, tôi lại chú. Mày bao che cho kẻ sát nhân. Không có chú Thắng ơi. Muốn hưởng hiếp con gái của tao nữa. Không hả? Tha cho tôi chú Thắng ơi. Tha cho tôi đi. Mày là cầm thú chứ không phải con người. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Chính vì vậy mà tao sợ. Tao sợ lắm. Có rượu vô tao mới ngủ được. Chính mày. Mày là kẻ sát nhân. Tao bao che cho mày tao cũng căng thẳng lắm mày biết không? Tao mệt mỏi lắm rồi. Tao cần có rượu. Có rượu tao mới ngủ được. Tao cần có tiền. Mày đâu đưa cho tao? Tao mà chết. Tao mà chết thì mày cũng chết chung với tao đó mày hiểu chưa nghĩa? Mày phải đưa tiền cho tao. Mày phải đưa tiền cho tao. Thôi đi. Anh Hậu à. Anh Hậu, tôi không cố ý đâu. Tôi sẽ đưa anh về cấp cứu nghe. Anh đẩy đầu một tí. Nếu mày chết ở đây, nhà mày người dân sẽ phát hiện. Con mày sẽ điều tra. Chắc chắn sẽ đi làm. Không được. Nghĩa. Mà tới đây hồi nào? Mà đến thì sợ kiếm không thấy con. Định ba đi tìm con nè. Con vừa làm cái gì vậy? Con vừa làm cái gì? Hào ơi. Hào ơi. Bà ơi bà. Rồi. Bà ơi bà. Để rồi bà. Bây giờ không thể làm được gì nữa đâu bà ơi. Trễ rồi bà ơi. Anh Hào chết rồi bà ơi. Không thể làm được gì nữa đâu bà ơi. Như vậy là con đã giết người. Nghĩa. Tại sao như vậy? Tại sao? Con là kẻ có ăn có học. Mà tại sao con lại làm như vậy? Bà ơi. Bà nghe con nói nè bà. Bà bình tĩnh bà nghe con nói nè. Con không có cố ý. Con chỉ lỡ tay thôi. Lỡ tay? Con hãy nói sự thật đi. Nếu không, bà không biết phải làm sao với con. Lúc nãy, bà có nghe thằng Ngọc nói rồi. Bây giờ, bà muốn nghe chính con phải nói ra. Sự thật là như thế nào hả con? Hả? Nói đi. Trời ơi. Nghĩa. Là sao? Được rồi. Bà muốn thì con sẽ nói. Nói đi. Con chính là người đã động chết chú Thắng. Trời ơi. Anh Hà mấy chuyện đó. Cho nên anh uy hiếp con. Anh tống tiền con. Con đưa tiền để con phụng anh. Bà có biết là anh dò con tới đường cùng. Nhưng mà lúc nãy là thực sự là con lỡ tay. Chứ không phải là con ôi đâu mà. Bà. Bây giờ bà nghĩ cách. Bà cứu con đi bà. Bà nghĩ cách bà cứu con đi bà. Nghĩa ơi. Con là người có ăn có học. Mà tại sao con lại làm như vậy? Con lại làm cái chuyện càng quấy như vậy hả con? Bây giờ
làm sao mà con sống được? Không được, cái chuyện này con không để cho ai biết hết. Nếu không, không những con mà cả gia đình mình cũng không thể nào sống được cho con à. Cô đi về đi, đừng có ở đây nữa. Bà phải về, bà phải về lo đám cưới cho con Nguyệt ngày mai. Đằng nào cũng không thể hủy đám cưới được đâu con à. Nếu bà hủy đám cưới á thì sẽ bị người ta nghi ngờ. Đi, đi về mau, đi về, đi về đi. Ép tôi, ông đã dồn tôi vô được cùng là do ông ép tôi, là do ông ép tôi. Anh hai, ngày mai là đám cưới của em, anh hai nhớ về nha. Em không muốn ngày trọng đại nhất của đời mình lại vắng mặt anh hai. Nguyệt ơi, anh xin lỗi em, anh không thể nào về được. Tha lỗi cho anh nha Nguyệt. Tại sao anh hai lại không về đám cưới của mình chứ? Tại sao lúc nào anh hai cũng ngăn cản chuyện tình yêu của mình với anh Thiện? Vì lý do gì chứ? Ba mẹ ơi, rốt cuộc thì thằng Thiện cũng đã lấy được Nguyệt rồi, người mà nó yêu thương. Ba mẹ phù hộ cho hai em luôn hạnh phúc nha. Sống bị kiểu này, chắc xác ông nào đã trôi ra ngoài xa, sẽ không ai thấy được xác của ông đâu. Anh xin lỗi em Nguyệt à, anh thấy về những đám cưới của em đi. Em phải sống được hạnh phúc nhé. Anh sẽ giữ mãi bí mật của mình để em có được hạnh phúc trọn vẹn.
Bà hả? Con Nguyệt nó làm cô dâu nó đẹp quá bà. Ờ, hồi xưa giờ nó nổi tiếng là đẹp nhất làng mà. Ừ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bà con, cô bác, các chú, các anh chị hôm nay đã đến chung vui với gia đình. Em đẹp lắm. Em cảm ơn chị. Con mời cô. Ừ. Mẹ mong tụi con được hạnh phúc. Hạnh phúc như con gái. Hạnh phúc dạ. Nghe con. Con cảm ơn mẹ. Thôi thôi, giờ tới giờ rồi, hai con vô lại ông bà ha. Dạ. Rồi để bó quà đó. Nè, sao không thấy anh hai của con Nguyệt về giữ đám cưới gì trơn vậy? Tôi nghĩ thằng Nghĩa nó bận công việc, nó về không có được. Đâu có được, bận thì bận, đám cưới em gái nó phải về chứ. Đây là bản dự toán sửa chữa nâng cấp của resort. Sau khi chú kiểm tra và yêu cầu nhà thầu họ làm lại, con xem đi. Chênh lệch tới hơn 400 triệu. Con trả lời chú đi, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Chú quá thất vọng về con. Dạ, con xin lỗi chú. Chú cho con xin nghỉ việc ở đây. Làm sai việc gì cứ từ chức là xong sao? Vấn đề là con đã đánh mất lòng tin. Và cái mất mát lớn nhất của chúng ta đó là uy tín trước các cổ đông của công ty. Làm sao chú có thể tin tưởng giao cho con các việc lớn hơn? Dạ. Vậy bây giờ con không biết nói gì hơn nữa. Nếu như mọi người không còn tin con thì con không thể nào tiếp tục làm giám đốc ở đây được. Nhưng mà con xin chú, chú đừng bao giờ nói chuyện này cho Phương nghe. Con sợ Phương sẽ buồn và ảnh hưởng tới sức khỏe. Phương rất là quan trọng đối với con. Tạm thời chú sẽ không nói chuyện này cho Phương biết. Nhưng con phải cẩn trọng. Chú không nghĩ là con có ý đồ gì trong việc này đâu. Mà chú nghĩ nhà thầu đang cố tình làm sai. Do đó chú đã quyết định không hợp tác với họ và chọn nhà thầu khác. Dạ. Con thật sự đã như là con rể của chú rồi. Làm việc gì con phải nghĩ tới chú và Phương. Thôi, chú đi thăm vài người bạn đi. Con cứ làm việc tiếp đi. Dạ. Tôi nghe đây anh Tuân. Anh Nghĩa, chính vì tôi giúp anh giờ tôi mới bị liên lụy như vậy nè. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi là xong hả? Nếu tôi không để chú Trung là anh đã bị cả rễ từ lâu rồi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa.
Tụi mày ở lại ngoan và nghe lời anh Thiện nghe không? Hãy giữ sức khỏe nữa nghe không? Tao phải qua bên Úc để thăm mẹ tao rồi. Tạm biệt tụi bay. Từng giọt mồ hôi rơi xuống đông muối mặn. Cầu chúc cho Thiện và Nguyệt được hạnh phúc. Trúc đi du lịch đi. Tạm biệt đàn dê thân yêu một thời gian. Mong rằng thời gian sẽ giúp cho Trúc trưởng thành hơn. Quên đi tuổi thanh xuân, để lại đây nỗi buồn, động lại những đắng cay giọt sầu trong tim. Em đi được ba bước luôn á. Ừ, em đi được anh mừng quá trời quá đất luôn. Trên đời này á, đâu có dễ tìm được tình yêu chân thật đúng không anh? Trải qua biết bao nhiêu gian nan và sóng gió, giờ anh với em được ở bên nhau rồi. Em phải vui lên. Sao tự nhiên khóc? Chỉ còn nắng cháy, không từng hạt muối khô. Em thấy thật diệu kỳ quá. Em bỏ sau lưng nên em khóc. Một chuyện tình giang dở. Em yêu như anh. Hạt muối tan suốt đời này á, trong sâu thẳm biển đời. Thì chỉ yêu anh mà thôi.